Dạ em xin chào tất cả anh em nha. Em xin chào tất cả bà con trên mọi miền Tổ quốc nha bà con. Bữa nay em nhớ được là ngày thứ 6, còn em không biết tháng mấy thì như tháng 5 thì phải. Em lên lại cho anh em theo yêu cầu của bà con cô bác mình nha. Là bữa hôm em không biết cái máy này là cái máy gì. Cái máy này máy gì rồi, có rất nhiều bà con cô bác đó là chỉ em nói là đáng ơi cái này là Noda 79. Chứ không phải là Kubota. Anh nhìn thấy cái tem nhãn gì thì em tính nó là Kubota, nhưng mà rất nhiều cô chú mà lớn tuổi á thì nói cái này là đình Noda 79 tháng ơi. Thì em nói thật sự với anh em bà con cô bác mình thì tuổi em còn nhỏ vậy không biết, em không biết nó là có em mấy gì, cũng mong cô chú cái nào mà thiếu sót em không gành thì nhờ cô chú chỉ giùm em nhé. Cái này em đăng lại cho anh em cũng như là cô chú mình tham khảo một lần nữa. Vì cũng có không có nhiều nhưng mà cỡ khoảng 3 người khách kêu em quay lại gửi cho cô chú coi một lần, nhưng mà nói thật sự với cô chú thì anh chị đồng cảm giùm em là cái đầu em sao nó dở quá, sao em không nhớ. Bây giờ em không có nhớ người nào kêu em quay gửi lại, mà bây giờ thì em xin quay chi tiết thật là kỹ lại rồi em đăng lại một lần nha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có nhu cầu muốn sử dụng cái máy này á thì nhờ cô chú coi lại giùm em nha. Cái này chắc con ốc em nghĩ là chắc con ốc chín bét thôi. Mình sẽ nó bị sẹo vậy. Để em mở nó ra em coi nó là cái gì đi. Em dặn ra ngồi không biết cái máy còn chạy không nữa. Thôi nè cứ nhắc cái này là con ốc chín bét chưa. Ngộ ốc này nó không có dù trả ta. Có người nào phá ngồi máy không chạy đúng không? Còn cái số xe ghi của máy này em nghĩ là chắc nó nằm trên đây vậy nè. Em dặn cái này vô cho cứng coi. Số chữ ghi là 0963 nè. Còn dòng tua này nó 2000 nè. Còn số chữ ghi là 528 cc. Máy này thì nó nguyên bản toàn tập luôn. Bô que bô lửa là nó nguyên xi luôn, về là đầy đủ, không thiếu món gì hết. Đặc biệt là nguyên bản luôn. Có thùng dầu em có nghe rồi, nó thùng dầu đẹp. Máy này hết dầu tiền mới tại mới đổ dầu vô anh em ơi. Có lượt hết sức kỹ rồi trời, có lượt nhưng mà làm gì cái này luôn này mà có cặn gắt gì à. Con nghe điện thoại giùm chú chứ cái gì con nghe điện thoại giùm nó con. Còn cái đặc biệt là cái kết nước nè, kết nước nó có chỗ báo nước luôn anh em, chỗ báo nước luôn này. Nó không giống như những dòng máy khác, kết nước này lâu lâu mình mất thăm hả. Còn cái máy này thì cái tum nó bị bể rồi nha mọi người, mất tiêu cái tum này rồi anh em. Bà con có bác nào có chốt được cái máy này thì em sẽ gắn lại cái tum khác nè. Còn tại cái máy tại nó có 38 kg mà quậy mấy cái này làm quá dày dặn luôn nha mình, nhưng mà chắc này con bua bị xì rồi, con bua bị xì thấy mà một demo mà để phát ra điện cái này nó còn luôn anh em, không biết nó còn điện hay không ha. Lớp nó lâu hiện tại không có trăm gram nào với nó, chứ con kiếm nó con nhận lại chiếc lại chỗ đi con, để nó lết mình mất công mình đi đeo nó hoài. Ừ, để nó đại cho chơi. Cái máy này thì nó thật sự là em cũng không biết là cái tông nó bao nhiêu ly á, bà con cô bác nào mà có biết nó thì làm ơn chỉ giùm em nhé. Không biết nó là công chức nó là bao nhiêu ly, nhưng mà nhìn cái điện nó rất là lớn luôn, nhìn nó bự lắm. Máy thì đồ dầu thì kết nước rồi nó rất là dày. Nhà con lắc con bệnh tí xíu dùm bác luôn. Ở đây có hồi lâu quá. Rồi ok à, cô bác ơi. Cái bình nó dày dữ lắm dày. Cái này mình xài theo nghĩ là chắc cái đồ bệnh nó
hai chỗ luôn, cây dưới cây trên nè, lên xa lớp lớp, dưới hôm nay nè ông lại. Giờ hôm qua nhà con xả vào bọt lên ngay. Anh em đợi giùm em tí xíu nha. Cái này là mình thực chiến luôn anh em ơi. Gặp trong mấy trường hợp này để mình biết đi cái cách mình khắc phục khi mà cái máy nó bị hộc dầu, nó bị bọng nè. Giờ hôm qua gì thầy? Nhà con mở con cái này nè. Con mở con ốc cái này nó đi con. Rõ ràng nghe tiếng máy biết không xuống miếng không bẻ cái quanh phá nó ừ hôm qua luôn con gắn cái chớp nó đi con kiếm cái chớp con gắn luôn đi hả con cứ gõ đại đi gõ đại út đi đã nghe xong đi. Hả? Nó xuống rồi. Nó xuống rồi, xuống không đủ, xuống ít quá. Cái này chắc nữa phải rồi chiếc lại đỡ đi. Quay chiếc lại đỡ quay cho bà con cô bác mình cái ống dầu này để anh đổi cái lượt lại. Cái này nó không. Nó xuống không đủ này vậy lớn không đủ dầu vậy rồi. Chắc nó bị nghẹt ở chỗ nào. Em nghe tiếng máy chạy lên xuống chứ nó hơi xấu rồi em nghi lắm. Cái này cống dầu nó không có thông. Chứ nếu mà mình xả ra cái là nó xuống dữ lắm luôn. Còn này xuống rỉ giả rỉ giả không. Cho em xin nói lại nha, là cái combuli này là những cái điểm mà bên em khắc phục nè. Combuli này là nó bị bẻ, nó bị sứt một khúc rồi. Cái này anh em mà con cô bác nào có chốt cái máy này thì em sẽ gắn cái buli khác lên nha. Em sẽ gắn lại buli khác. Cứ chờ cái tôm này nhiều khi bà con mua về thì mua cái tôm không có. Còn bên em thì nhóc. Bên mấy cái tôm này là bên em có đầy đủ hết. Cái máy này đem để thích hợp cho bà con cô bác nào mà đủ ghe, đủ chẹt đó. Chắc em để nó rất mạnh, bị cái dòng cua nó có 2.000. Nó chạy hơi chậm. Còn mà kéo mấy cua phát điện á. Đây chắc em để kéo cái cua phát điện có khoảng tầm 4kg. 4kg, 4kg, thì nó lực quá. Thì thật sự là em cũng không có biết cái công thức thực của nó là cái trong nó bao nhiêu ly. Chỉ biết là dòng cua nó 2.000 thì cái máy này là chắc anh nó mạnh. Mọi nhà con trai tắt đi con trai. À, trước tiên em mấy cái chỗ em cần khắc phục cho anh em bà con cô bác mình nha. Là cái tôm này nè, em sẽ gắn lại cái tôm khác cho anh em bà con cô bác mình. Còn phần cái máy á, thì em sẽ thổi cái đường dầu nó lên anh em. Hồi nãy dầu nó xuống tới mí này là rất là mạnh nè. Còn từ đây xuống đây nó xuống nó xịu à. Bởi chạy ra lớn nó bị hụt. Ở dưới em sợ nó máy nó chạy lớn quá. Em nói chuyện anh em bà con cô bác mình không có nghe. Còn phần máy thì cái máy này đặc biệt là bao nguyên zin luôn anh em. Nguyên zin luôn. Thợ em rồi là không có đụng chạm gì hết. Chỉ xả vào bọt làm sơ sơ là nó chạy ra. À, này chủ nhân có máy này nè. Rồi nó dọn. Rồi em test lên cái cho bà con cô bác mình coi anh. Rồi mới phát hiện được cái nhiều cái điểm của cái máy này chứ em thì em
thật sự là cái máy này lúc đầu em chứ được còn không biết nó là của vua ta là gì nữa, nhưng mà có nhiều cô chú á chỉ em là nó là Noda, Noda 79. Dầu nó xuống cái chiều rồi được rồi, cái này nhờ em nữa em coi lại giùm cái, để nó lại luôn đi chị, hồi mình thay sao cho bà con cô bác. Hết dầu luôn phải không? Hỏi chuyên nghiệp thử nó có khác hay không? Máy này nó bự, nó lực dữ lắm anh em, lực dữ lắm lực. Anh em nếu mà kỹ anh em nghĩ bị cái tuổi đời cái máy nó lâu, nếu mà anh em kỹ về chưa có anh em chạy vô đây thêm em. Rồi tắt đi em, găm đi dữ vậy đó hả? Đủ quá anh em, nhìn găm đi nè. Quá đã luôn. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn nha bà con. Cái máy này em bán cho anh em cũng như bà con cô bác mình là 6 triệu bên bao ship. Còn như bà con cô bác nào mà tới tự tới chỗ cửa hàng của em hay chở thì em tính bà con là 5 triệu 4. Tiền phí của máy này là trên 500 anh em, 600 ngàn tiền phí. Còn anh em đợi tới tới chỗ là em tính anh tính anh em là 5 triệu 4, còn em bao ship toàn quốc là 6 triệu. Anh em bà con cô bác nào có làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Rất nhiều bà con hỏi thăm máy này luôn này. Mà em không nhớ. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Tạm biệt anh em.